Ngày hội hoa Sơn Tra lần thứ hai dự kiến diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và ngày 10 tháng 3 tới. Đây chính là thời điểm hoa Sơn Tra bung nở đẹp nhất giữa trời xuân. Theo đó, ngày hội hoa Sơn Tra lần thứ hai diễn ra tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đến với ngày hội, du khách sẽ được đắm mình trong sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa đại ngàn, được trải nghiệm cuộc sống, truyền thống văn hóa ấn tượng của đồng bào các dân tộc ở miền cổ tích Ngọc Chiến. Trong khuôn khổ ngày hội cũng sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc, nét đẹp vùng cao, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, những sản phẩm độc đáo, riêng biệt đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời tạo cơ hội và điều kiện kết nối, thu hút các nhà đầu tư tới khai thác tài nguyên du lịch, đầu tư chế biến sâu quả sơn trà. Với những nét độc đáo, riêng có, đậm bản sắc, ngày hội hoa Sơn Tra huyện Mường La, Sơn La đã được Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chứng nhận đăng ký quyền tác giả.